Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư, chúng ta trở lại với kênh Nhật Quay Channel. Hôm nay là phiên giao dịch ngày 17 tháng 10, một phiên giao dịch thảm sát thứ ba khi mà thị trường chúng ta bị úp bô trong phiên ATC. Vào ATC, nhà đầu tư hoảng loạn, không thể chấp nhận được cái tình hình này, cắt lỗ bất chấp và dẫn đến cái việc là gần như rất nhiều mã trong phiên đang ok, đang xanh, thậm chí trước ATC dẫn xanh nhưng vào ATC thì sàn luôn. Bạn cực kinh, bạn bất chấp, bạn. Thì với cái tình hình thị trường này, cái hướng xử lý như thế nào, hoặc là cái tình hình thị trường sẽ có những cái điểm tốt, điểm xấu ra sao? Thì trong cái bản tin tối hôm nay, Quang sẽ đưa đến anh chị cái nhận định của mình, cái góc nhìn của mình về thị trường, cũng như là những cái phương hướng để xử lý trong cái phiên giao dịch kế tiếp là phiên giao dịch ngày mai, ngày 18 tháng 10. Nếu anh chị mình chưa bấm hết video, chưa bấm đăng ký kênh, anh chị nhớ hết video và đăng ký kênh giúp Quang. Nếu cần tư vấn và hỗ trợ thêm, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quang hoặc là bé trợ lý Như Hảo nha. Rồi thì đây là thị trường. Anh chị coi thấy đây là thị trường, anh chị thấy sao? Gần như sàn hết phải không? Con nào cũng vậy thôi. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là không sàn thì cũng gần sàn. Bất động sản có không? Có đầy bất động sản đấy. Có chứng không? Có đầy chứng đây, đúng không? Có gì? Novaland cũng có, phải không? Rồi có gì? Có những cái ngành khác, ví dụ như là điện, khu công nghiệp, bán lẻ gì đó, đầy đủ hết đó, đầy đủ hết, không hiểu gì cả. Trước phiên ATC, qua đây Quang sẽ cho anh chị coi nè. Ví dụ như đây, Quang cho anh chị coi con DGW của Quang nha, là cái con Quang đang cầm đây. Trước phiên ATC là một trong những cổ phiếu rất mạnh và đang bùng nổ. Đây chị coi nè, trước ATC cổ phiếu dẫn giá xanh nè chị, không vào ATC một cái cổ phiếu xuống sàn luôn, đúng không? Nhà đầu tư chúng ta gần như là hoảng loạn cung cực trong phiên hôm nay, hoảng loạn cung cực luôn, nhất là khoảng 5 phút cuối trong phiên ATC thì chúng ta đè lên nhau, chúng ta bán tháo đó. Rồi tiếp tục thanh khoản thì sao? Thanh khoản rất thấp, thậm chí thấp hơn phiên hôm qua, do phần lớn cả ngày hôm nay cũng đâu có ai mua bán gì. Hôm nay chủ yếu chúng ta chỉ ngồi yên và ngồi nhìn hoặc là chốt bớt cổ phiếu. Hôm nay qua có bán chị nhà đầu tư đó là anh chị thấy cổ phiếu nó ok, có lời ok, đó là tiền lời thì chúng ta có quyền từ chốt lời bớt tỷ trọng. Từ chốt lời có phải là hôm qua cũng có nói anh chị hôm nay cũng nói lại hết không? Thì nói chung là bán ra xong ngồi nhìn cũng đâu có không mua lại đâu, chỉ có ngồi nhìn thôi. Rồi đây là chỉ số đô la index thì hôm qua gãy kênh phải không? Hôm qua đang gãy cái kênh giá này và hiện tại đang gì? Đang hồi lên lại test lại cái kênh giá, tuy nhiên chỉ đang test thôi chứ chưa có lấy lại được kênh. Nếu ở chỗ này mà nó hồi lên nó test thất bại thì nó vẫn có thể rơi tiếp nha. Dầu khí thì sao? Dầu thế giới thì hiện tại là đang đang rơi phải không? Dầu thế giới vẫn đang rơi. Thì thật ra dầu và đô la index là hai cái tác động trực tiếp cho cái lạm phát của thế giới, lạm phát của thị trường Việt Nam chẳng hạn. Vì sao? Vì cái giá dầu cao chưa bao giờ là việc tốt. Giá dầu càng cao càng rủi ro. Hiện tại thì ít nhất là dầu khí hiện tại không có vấn đề, nó đang có xu thế là gãy tiếp. Rồi chúng ta nhìn qua đầu cho tại sao Quang lại có chụp cái bảng này. Đây là cái bảng hồi lúc nãy Quang chụp nha, là 3:30. Khi Quang làm video này cho anh chị là 10, là 4 giờ chiều. Đó thì sao? Thì anh chị có nói là hôm nay thị trường sập do cái tin chiến tranh. Tuy nhiên anh chị lưu ý nha, chiến tranh cái gì mà chỉ có Việt Nam mình sập. Nó chỉ có Việt Nam mình sập trong khi thế giới. Đây là cái khúc trên đây là gì? Là Mỹ. Cái khúc dưới đây là gì? Cái khúc dưới đây là gì chị biết không? Cái khúc ngay đây nè là các nước châu Âu, đúng không? Rồi xuống ngay đây là Nga, không? Nga nè, thị trường Nga nè chị không? Đây là Nhật Bản nè, đây là gì? Đây là Hồng Kông, Hàn Quốc đâu đây, đúng không? Đây là những cái nước ở bên dưới chúng ta. Ví dụ như đây là hình như là Úc nè. Thì chị thấy là gần như thế giới đang rất ổn định nên chúng ta không thể nói là do chiến tranh. Chiến tranh ở đâu mà tự nhiên có Việt Nam mình đi? Đó mà chị thấy là đúng không? Thật ra luôn quanh luôn nói anh chị á, Việt Nam chúng ta luôn có lối đi riêng, lúc nào cũng vậy thôi. Luôn có đó đi riêng. Rồi thì đó là cái sự hãm ra đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái gì? Chúng ta sẽ xem tiếp thị trường này liệu có xấu thì đương nhiên là gì? Chúng ta phải xem điểm xấu trước phải không? Điểm xấu hôm nay là rất rất xấu luôn chứ không phải là xấu hơn. Đó là sự hoảng loạn cung cực trong phiên ATC. Với nhiều cổ phiếu gãy xuống rất nặng. Đây thì quan sẽ cho chị mình coi nha. Nhìn thôi sơ sơ thôi đã thấy một đống luôn HCM. Thậm chí là phiên ATC sàn. Sàn luôn, lủng đáy luôn. Không, sàn lủng đáy luôn và đâu có bán được. Tại vì anh chị lưu ý nha. ATC này có nhiều anh chị báo là tại sao Quang không kêu anh chị mình bán ATC mà Quang lại kêu anh chị mình giữ ATC. Thì đơn giản thôi, Quang thấy rất nhiều nơi, rất nhiều nhóm, hội nhóm lớn nha, nhóm rất lớn, lớn hơn bên mình rất nhiều. Người ta hô bán ATC, anh chị cứ bán ATC đi, hốt hàng ATC, chạy ATC. Phải không? Nhưng mà Quang đánh giá là gì? Việc nó up 2 phát cỡ là 2 phút 20 giây của phiên, chúng ta sẽ không thể bán kịp. Chúng ta sẽ không bán kịp dù Quang có hô cho anh chị bán. Thì anh chị cũng đâu có bấm thao tác tay kịp không? Thao tác tay kịp không? Sao mà thao tác tay kịp được? Gần như là sẽ không thao tác tay kịp được. Rồi gì nữa? Vào ATC, lúc vào ATC thật ra những cái con này nó chỉ âm 1-2% thôi. Nó chỉ âm 1-2% thôi. Tuy nhiên cái định lực khớp lệnh ATC là gì? Định lực khớp lệnh ATC là khớp bằng trung bình giá tổng tất cả các lệnh trong phiên ATC. Thì đương nhiên rồi, trung bình giá hoảng loạn xả ra là giá sàn. Cứ bán hết, ai cũng hô bán, ai cũng bán ATC thì tất cả cùng được khớp giá sàn.
Không, khớp giá sàn thì đó là cái điểm xấu của phiên hôm nay là gì? Là rất nhiều con giảm rất nặng, phải không? Đây ví dụ VND là cũng đi nè chị không, VCI cũng đi luôn, rồi thép thì cũng có gì, Nam Kim, Hoa Sen cũng đi đây anh chị không. Nói chung là ngành nào cũng vậy thôi, tất cả các ngành nghề đều giống nhau nha. Thảm nhất là có con gì, thảm nhất là có con ví dụ con BVC đây anh chị thấy nè, không, hay là thảm nhất là có con CI, thậm chí không hồi được mà con sàn, không, không hồi được con sàn luôn. Con này gần như đâu có hồi được bao nhiêu đâu, hôm nay nó còn sàn luôn đó. Rồi thì đó là điểm xấu, không, nói chung qua một chơi đó, đó là gì, đó là xấu về cái mặt giá trị. Giá trị cái giá của cổ phiếu nó rơi rất nặng, phải không? Cái giá của cổ phiếu rơi rất nặng làm cho nhà đầu tư chúng ta, những người mà đu ở trên cao, và ví dụ ở trên đây, thật ra anh chị đu ở trên những cái vùng này nè là anh chị cũng đang lỗ nặng rồi, không, là anh chị cũng đang lỗ nặng thì anh chị chỉ bị lỗ nhiều hơn thôi. Còn nếu anh chị mua quanh những cái giá này, thật ra nói chung là hôm nay chị mới lỗ phần đầu tiên là âm 5 tới âm 7% là nhiều, và qua đánh giá là vậy đó. Thì nói chung là đó là điểm xấu. Còn cái điểm tốt thì sao, có phải anh chị nghe tới đây anh chị sẽ cần cái điểm tốt nhiều hơn không? Tại vì bây giờ chủ yếu chúng ta muốn điểm tốt chứ chúng ta đâu có muốn điểm xấu đâu. Điểm xấu thì thật ra nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Rồi vậy điểm tốt là cái gì? Điểm tốt thứ nhất qua đánh giá chúng ta nhìn vào cái là chúng ta thấy ngay lập tức, đó là cái khối lượng bán tháo trong phiên ATC gần như được khớp hết. Đây là bảng giá nha, để Quang đăng nhập vào tài khoản cho anh chị coi nha. Còn anh chị bảo là Quang không lỗ giai đoạn này, thật ra Quang vẫn lỗ bình thường, và cũng giống như anh chị thôi, chúng ta là nhà đầu tư. Chúng ta là nhà đầu tư thì sao, thì chúng ta sao, phiên một phiên giao dịch gần như là bình thường cả ngày, anh chị có thấy đúng không? Một phiên giao dịch là bình thường cả ngày, mà bình thường cả ngày sao, bình thường cả ngày thì tại sao phải bán đó, tại sao phải bán khi mà cái cổ phiếu ví dụ Quang đánh đó anh chị là con DGW trước phiên ATC nó vẫn tăng 3%, thì tại sao phải chốt đó, tại sao phải chốt? Nó thành ra là bản thân Quang cũng đang cầm đây cho anh chị coi nha. Nói chung là lời mình khoe, lỗ thì mình cũng khoe, anh chị đừng nói là quan lỗ mà không khoe anh chị. Đây quan anh chị thấy không, lỗ nè, BVS nè đang lỗ là 1% nè, do giá vốn gì, giá vốn hấp. VCI thật ra hôm nay nó sàn nhưng quan chỉ lỗ có 500, tại vì sao, tại vì mình mua giá rất thấp nha. BDR thậm chí dẫn xanh, Nam Kim mới lỗ có 300, nó mua giá rất thấp, tại cái giá vốn bên mình á, là cái đợt này anh chị biết là bên mình mua giá vốn rất thấp mà, phải không? Thì mua giá vốn càng thấp thì sao, thì càng an toàn hơn đó. Chỉ có một số con lỗ quá nặng, ví dụ như là có rất ít. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân vì cái con rất ít ở đây nó sao, nó biên độ nó to quá, phải không? DGW là cái con đau nhất, nó còn đang qua đánh giá là đau nhất, tại vì hôm nay anh chị biết là DGW là cái ngành bán lẻ, là một trong những ngành bán đánh rất mạnh trong buổi chiều. Đây chị coi DGW nào, qua cho anh chị coi nè, đây nè, nói sao giờ đây nè chị, không xanh không, xuống tới còn một phút cuối là nó mới mấy giây cuối thôi nó mới xuống giá vàng rồi sao, ATC sẽ đây vậy chúng ta làm sao giờ đó, không, nên nói chung là hoàn cảnh giống nhau nha, không thể né được đâu. Rồi thôi điểm tốt đi, điểm tốt thì quan có nói anh chị đó là gì, đó là cái khối lượng được khớp trong phiên ATC hôm nay là cực lớn. Đây qua sẽ cho anh chị mình coi nha, đây là cái gì, đây là sàn hồ xe nha, qua sẽ mở sàn hồ xe cho anh chị mình coi. Đây là giá trần bỏ đi, chúng ta chỉ nói giá sàn thôi. Đây anh chị mình thấy không, có phải trước phiên ATC là những cái con ví dụ như BVT trong ATC nó được đè tới 1 triệu mấy, 2 triệu cổ bị xả ra, rất là nhiều người bán tháo những cái con này, gần như là bán sạch danh mục web bán MB á. Thì anh chị thấy là VCG cũng vậy, nhưng mà anh chị để ý nha, cái khối lượng lệnh mà còn dư lại bên bán thật ra còn nhiều không, rất ít phải không? Nhưng anh chị nhìn kỹ ở cái chỗ này, ví dụ như con KBC đi ha, là một con trong những con bên mình đang cầm á, lũng 32 cắt lỗ mà vô ATC nó mới đè, phải chấp nhận thôi. Đó là gì, đó là cái con này chỉ còn dư lại có 53.000 bên bán, còn lại là gì, cái khối lượng khớp lệnh là khớp bao nhiêu triệu, khớp 2,5 triệu cổ phiếu. Đây chị nhìn vô anh chị thấy rồi. Rồi tiếp tục BVT nè, không, anh chị thấy khớp lệnh rất lớn, còn cái phần dôi lại á, còn đây nè, không, là sao, là vô lại rất ít, phải không? Rất rất ít. Và với trường hợp đây anh chị thấy con ghép đi không, khớp tới tận 3 triệu tư luôn, 3 triệu tư, hay là DGC là khớp bao nhiêu, 1,2 triệu. Rồi tiếp tục anh chị xuống đây, anh chị coi là những con DG này không, bán rất là nhiều cũng được khớp rất nhiều đó. Thì tại sao ở đây qua chị nói anh chị là tại sao những cái thị trường như thế này bán tháo mạnh như vậy, mà ai là người đưa lệnh ra mua trong hôm nay? Cái khối lượng ở đây anh chị thấy cái khối lượng này nè, thì qua sẽ cho anh chị mình coi cái ở đây, qua có chụp hồi nãy, qua có chụp nè. Đây là cái lúc này nha, là trước 14 giờ một chút, là đây là 9.000 tỷ, đúng không? 9.000 tỷ mà vào cái phiên ATC xong, cái nó nhảy lên bao nhiêu tỷ, là lên là 13.600 tỷ. 13.600 tỷ là tăng bao nhiêu? 9.000 là 13.600 là tăng 4.000 mấy, phải không? 4.000 mấy tỷ. Tăng 4.000 mấy tỷ, về câu hỏi đặt ra là ai là cái người kê mua lại tất cả các cổ phiếu trong phiên ATC hôm nay, khi anh chị hoảng loạn, khi rất nhiều nơi cùng gì? Cùng hô cắt lỗ. Rất nhiều nơi cùng báo là anh chị bảo toàn tài sản, anh chị hót hết phiên ATC cho em, đúng không? Đó, nó thành ra là lúc đó Quang thấy cái điểm đó, nó Quang mới báo anh chị khách hàng bên Quang là gì, thôi bán gì nữa, dù sao cũng lỗ rồi, đúng không? Dù sao cũng lỗ, Quang cũng đang lỗ nè, Quang cũng nói anh chị đó, Quang cũng đang lỗ nè, hay bây giờ dù sao cũng lỗ rồi, và nguyên tắc của Quang là không bán hoặc không mua trong ATC xưa giờ là vậy.
Tại sao? Tại vì những cái phiên này chúng ta bị mất cái quyền tự quyết. Khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ không biết mua giá nào, không là chúng ta phải hên xui. Ngược lại khi chúng ta bán, ví dụ như hôm nay rõ ràng anh chị để 2 phút trước ở đây không có video quay lại được rồi, tại vì lúc đó cũng hoảng loạn, ai cũng hoảng loạn mà. Thì trước đó 3 phút nha, cỡ là 14 giờ 42, 14 giờ 41 thì các cái cổ phiếu, thật ra nếu anh chị để ý, những cái cổ phiếu nó chỉ âm 2 âm 3% thôi, thậm chí một số con nó rút ngược lên âm 1%. Trong đó con DGW của Quang lúc đó Quang thấy nó lên giá vàng luôn. Nó được đỡ lệnh vào. Tuy nhiên 2 phút cuối thì rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu là chấp nhận không chịu nổi á, xả ra. Bạn bất chấp, thậm chí cái con VX này anh chị thấy cái con VX này nè, là hôm nay có lúc nó tăng tới 400, nó tăng tới 400 và gì? Và trong cái phiên ATC mà trước cái lúc Quang nói hồi nãy á, nó chỉ âm có 2%, âm 1% thôi. Nhưng mà vì nhà đầu tư chúng ta hoảng loạn quá, xả ra quá kinh thì nó chết. Còn việc hôm nay để kê lệnh mà mua bắt đáy, ví dụ nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đi, theo anh chị dám mua không? Anh chị dám mua không? Chắc chắn là không rồi, không bán thì thôi, và chắc chắn là bán rất nhiều trong ATC, bán hâu rất nhiều. Đó thì cái đó là điểm tốt nha. Điểm tốt là gì? Qua đánh giá có thể hôm nay cá mập đã đi chợ, hoặc là đã kích thích anh chị bán háo nhịp cuối, hoặc là gần cuối, hoặc là nói chung là kích thích bán háo, và tôi đã có một số lượng lớn người đã bị mắc hàng, hoặc là đã gì đã được kê lệnh mua lại. Cái đó là cái góc nhìn của A thôi. Tại vì thường thường qua đánh giá là nếu mà thực sự sàn như thế này á, sẽ không ai khớp hàng ở anh chị đâu. Nhưng anh chị có thấy là khi bán sạch xuống thì người ta khớp hết rồi. Cái đó là cái điểm của Quang nói ở đây, là cái điểm tốt đầu tiên. Cái điểm tốt đầu tiên. Đó thì cái điểm tốt này là cái điểm rất quan trọng. Rồi cái điểm tốt kế tiếp là gì? Cái điểm tốt kế tiếp nha. Nói chung đây là oxy thôi nha. Oxy thôi. Điểm tốt kế tiếp thì Quang sẽ cho anh chị coi cái chart về VN-Index chart chart một ngày nè. Đây là chart một ngày phải không? Thì cái RSI hiện tại vẫn đang rất thấp nha. RSI đây, ví dụ mình kẻ cái trend RSI đi. Thì đây là cái trend RSI đây. Thì thường thường á, nếu mà thị trường chúng ta rung thêm một đợt nữa thì nó sẽ xuống khoảng cái vùng này, là cái vùng bao nhiêu? Vùng quanh 30, thật ra cũng tiệm cận đáy rồi. Quanh đây có thể vẫn là đáy thôi. Ví dụ nay giảm sàn, mai trần được không? Hoàn toàn có thể. Đúng không? Thì nói chung những cái vùng này là những vùng hấp của thị trường, chứ không có phải là những vùng cao để chúng ta hoảng loạn, và chúng ta hoảng loạn như ở trên đây thật ra anh chị hồi rơi anh chị đâu có hoảng loạn không? Hồi rơi anh chị rất sung, mà dưới đây rơi anh chị hoảng loạn cực kỳ. Đó là cái điểm tốt kế tiếp là RSI đây nó rất hấp. Anh chị coi chặt 4 giờ đi chẳng hạn. Anh chị coi chặt 4 giờ đi nha. Chặt 4 giờ, thậm chí nếu mà mình kẻ cái gì, đây là về nên nét chặt 4 giờ thì anh chị kẻ thử cái trend RSI đây, thậm chí là nó vẫn còn đang bảo toàn được ba đáy, một đáy, hai đáy, ba đáy, RSI vẫn bảo toàn bình thường. Và trong chặt 4 giờ đây có phải là nhịp rũ không? Ở trong đây là nhịp rũ, cũng đâu có phải là nói là nó gãy luôn đâu. Đó. Rồi tiếp tục là gì? Chúng ta coi chặt phái sinh nha, phái sinh. Phái sinh chặt ngày thì sao? Phái sinh chặt ngày thì cũng tương tự thôi, phải không? Thật ra đâu có rơi nhiều lắm đâu. Chỉ là chúng ta bị bán tháo bên kia quá nặng trong cái phút cuối cùng của phiên ATC. Hiện tại thì Quang chắc chắn có rất là nhiều người đang cây cú phiên ATC. Thật ra Quang chỉ nói chịu cái điều á, là phiên ATC này nó đã có từ xưa tới giờ rồi. Nó đã có từ xưa tới giờ rồi. Và đây không phải là lần đầu chúng ta bị cái vấn đề này. 2020, 2021, 2022 và bây giờ 2023 vẫn bị thôi. Tức là trong phiên ATC chúng ta không có quyền tự quyết bất cứ cái gì cả. Và vô trong đó khoảng là một cái là bán tháo. Đây anh chị nhìn cái chỉ số phái sinh đi. Trước ATC phái sinh nó đang là 46. Anh chị thấy rõ ràng không? Đang là 46, đang xanh bình thường. Tức là mọi thứ không hề xấu, không có gì xấu. Danh mục bên mình qua nói thiệt với anh chị nha. 90% mã trước ATC vẫn xanh. Danh mục bên Quang, Quang bản thân Quang đang nắm giữ 6 mã. Thì hôm nay bên Quang chị, bản thân Quang nha, chỉ có con BVS hôm nay đỏ thôi. Anh chị biết cả ngày hôm nay BVS đỏ phải không? Còn lại một mã bùng nổ là con DGW. Ba con, bốn con ở trên đây thì xanh, xanh nhẹ hoặc vàng, hoặc là xanh có BDR, thậm chí còn kéo mạnh luôn. Anh chị thấy đúng không? Đó, nó thành ra là cái vấn đề ATC rất nhức nhối, nhưng chúng ta không có quyền. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi nha. Đó thì bên phái sinh bên đây thì cũng tương tự thôi, rồi ai nếu rơi cái nữa thì cũng khá hấp rồi, cũng chạm tới cái vùng này sẽ tạo đáy thôi, là quanh cái vùng là 3233 thì đó là cái oxy. Rồi tiếp tục là chặt cái gì, chặt 4 giờ đi, chặt 4 giờ hiện ra đang test lại đây nè. Đang quanh quanh đây thôi. Chặt 4 giờ của phái sinh thì cũng tương tự là chưa có gãy gì cả, mai chạm tới hỗ trợ nha, mai chạm tới hỗ trợ, đó là 4 giờ phái sinh. Rồi tiếp tục mình sẽ nói tiếp cái gì, bull oxy tiếp tục cho chị nhà đầu tư. Nói chung là những cái điểm tốt thật ra nó có chứ không phải là không có. Rồi điểm kế tiếp, điểm kế tiếp đó là chúng ta nhìn qua cái chart này. Đây qua sẽ kéo cái này qua cho anh chị coi. Cái này là cái gì? Đó là cái VIN30 F1M. Hôm qua qua nay qua có nói chị, hôm nay bên nước ngoài nó hót bao nhiêu hợp đồng sọt? Nó sọt xuống là 5.300 hợp đồng nó hót ra. Và hôm qua nó cũng làm tương tự. Và sao? Và hôm nay nó vào bên đây là cái hợp đồng tháng sau được đáo hạn vào ngày 19 tháng 10, là thứ năm tuần này á, là nó vào 3.600 hợp đồng. Hôm qua cũng vào rất lớn nha. Thì 2 ngày liên tục đều vào lon của tháng sau cũng phải là 6.000 hợp đồng rồi. Vậy người ta đang gom lon ở cái vùng hấp này. Rồi điểm kế tiếp nữa đó là gì? Đó là cái phái sinh thì sao? Phái sinh chặt một ngày á,
Em chỉ thấy là khối lượng ở dưới đây vẫn đang bùng nổ rất lớn không, vẫn quanh cái vùng khối lượng bùng nổ lớn, thì đó cũng là cái cơ sở có thể thị trường mình sẽ hồi nha. Thì đó là những cái điểm mà Quang đánh giá là điểm tốt. Rồi còn cái điểm tốt nữa sẽ liên quan tới tình hình các cái mã đầu ngành đó, tình hình các cái mã đầu ngành. Các cái mã đầu ngành ở đây là gì? Ví dụ bây giờ mình sẽ nói từ trên xuống dưới đi. Đầu tiên mình nhìn Vietcombank đi, thật ra anh chị thấy Vietcombank không hề rơi đúng không? Vietcombank hôm nay là con trụ lớn của thị trường, không hề rơi của ngành ngân hàng. Rồi tiếp tục anh chị nhìn thử cái con những con ngân hàng khác đi. STB thật ra hôm nay không hề rơi. À, hôm qua rơi rất nặng nhưng hôm nay không hề rơi. Đó, đó là một cái điểm tốt. Rồi tiếp tục chúng ta coi những con ngân hàng khác, ví dụ VBank, con này bên mình đang giữ nè. À, con này bên Quang đang giữ được mua ở đây và mua ở đây. Và hôm nay cuối giờ nó mua hẳn 9 triệu trong phiên ATC. Anh chị lưu ý nha, 9 triệu cổ phiếu hot hàng bán hoảng loạn. À, nhà đầu tư mua bao nhiêu người ta mua hết. Đây anh chị thấy nè, khớp lệnh 9 triệu cổ phiếu phiên ATC. Gần như là anh chị xả bao nhiêu nó mua sạch của anh chị hết. Đó, vậy là ai mua? À, câu hỏi đặt ra là ai mua? Rồi tiếp tục mình nhìn ngành chứng đi, ở đất ai hôm qua rơi mạnh, hôm nay ở đất ai đâu rơi. Đó, anh chị thấy rõ ràng không? Cái con đầu ngành, cái con mà dẫn đầu cái sóng hồi ở đây nè, cái con đầu ngành mà hồi lên trước ở đây nè, lại là không rơi trong dịp này, không rơi đúng không? Rồi tiếp tục, rồi tiếp tục mình nhìn thử con FTX này gãy chưa, hình như là cũng gãy thôi đó, cũng gãy thôi, nhưng mà sao, nhưng mà ví dụ gãy xuống đây chạm đúng hỗ trợ mai rơi nữa không, hay là mai hồi lên, chắc sức mai hồi rất cao đó, ví dụ vậy. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn qua gì, những cái con ngành thép đi, ngành thép anh chị con Hòa Phát, con đầu ngành hôm qua gãy rất nặng đúng không, hôm qua gãy rất nặng âm 3%, hôm nay không rơi. Đó, đó là cái điểm rất hay, rất là những cái con đầu ngành nó thật ra hôm nay nó không rơi nhiều, nó chỉ rơi những cái con khác ở bên ngoài thôi. Hoa sen anh chị nhìn vào những cái con này mới rơi thôi, do nó lỏng lẻo và nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta giữ thì chắc chắn nó phải rơi nhiều hơn người khác rồi. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn dầu khí đi, mình nhìn thử BVD đi, BVD đi, dầu thì hôm nay áp lực rất lớn rồi, tại vì đây bùng nổ xịt mà nhà đầu tư chúng ta đua theo cái gì, tin giá dầu thế giới phải không, giá dầu thế giới là cái cây này nè, cái cây này nè, cái cây này nè, cái cây xanh này nè, thì hôm thứ sáu trước qua có nói anh chị từng này anh chị đu lệnh dầu khí, anh chị đu định đó, và anh chị đu định thiệt đó, đu định thiệt rồi đó, chị tìm lại livestream thứ sáu tuần trước của Quang có nói là dầu khí nó tăng khi giá dầu tăng theo là nó nên anh chị nên chốt lời, còn không chốt nó quay xuống nó rủ cho anh chị bán hạch, bán sạch xong nó mới lên lại. À, thì đó đợt sau chúng ta lại canh dầu khí tiếp. Rồi bất động sản hay sao, bất động sản chắc chắn là hãm, tuy nhiên anh chị nhìn con Novaland, thật ra Novaland hôm nay không sàn phải không? Đó là cái điểm lưu ý, ai anh chị tưởng là con này sẽ sàn, thật ra con này hôm nay không sàn đó. Rồi tiếp tục mình nhìn qua những cái con khác, ví dụ DG đi, thật ra những con này nếu mà hôm nay sàn đi à, đúng rồi hôm nay sàn, khối lượng rất thấp và gì nữa, và thật ra nó vẫn bảo toàn được những cái mô hình hôm qua qua nói chị, mô hình vai đầu vai ngược phải không, thật ra nó vẫn bảo toàn, nó vẫn bảo toàn mô hình đó. À, rồi đó là cái ngành gì, bất động sản. Mình sẽ nhìn một số leader của những ngành riêng lẻ đi. IDC, IDC một cổ phiếu rất cao phải không, một cổ phiếu bùng nổ và có thể đánh gì đang đang gì đang chỉnh hai đỉnh thì đương nhiên chỉnh và vẫn không gãy, hôm nay con này mà sàn là chắc chắn xấu, nhưng mà con này không có sàn phải không. Rồi tiếp tục mình nhìn qua những con khác, ví dụ FRT là cổ phiếu tím đầu tiên khi thị trường mình có nhịp hồi, đây đây là cổ phiếu tím đầu tiên, hôm nay FRT không sàn, anh chị lưu ý nha, FRT rất dễ rơi nặng nhưng mà con này không hề rơi nặng trong phiên hôm nay, vẫn đỡ lại tốt. Đó ra đó là những cái điểm cứu vớt của thị trường. Cứu vớt đó là gì, tức là chúng ta nhìn vào à, chúng ta thấy nói mọi thứ đều xấu, rất xấu, tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào những cái con khỏe nhất thị trường thì những con đó vẫn bình thường đó, vẫn bình thường, chỉ có những cái hàng ở dưới, những cái hàng tương đối lỏng lẻo là chết rồi. Một yếu tố nữa mà muốn nói anh chị ở đây đó là yếu tố gì, đó là yếu tố con CI đó, con CI. Tại sao mà lại nói yếu tố con CI, thật ra cái con CI hôm nay có cái điểm khá hay, đó là nó bùng nổ khối lượng. Đây chị thấy nè, đây hôm nay con CI có phải bùng nổ khối lượng không, có vẻ nhà đầu tư đã không thể chịu nổi trong quá trình này, không chịu hết nổi rồi, rung rủ đây chịu hết nổi, đây đạp sàn cắt lỗ, cắt lỗ. Thì mình nhìn thử những cây này, ví dụ những cái cây này rơi xuống nè bùng nổ thì đây nó hồi lên, không nó hồi lên thì thường thường ở đây qua không chắc là nó có thật sự nó đánh đúng lô đích này hay không, nhưng ít nhất hôm nay con này đã có cái nhịp bùng nổ khối lượng lớn, có chứng tỏ có nhiều người đã hốt hàng ở đây, giống như trường hợp con hạt kẹo làng ta hôm nay anh chị thấy con ta nó vẫn xanh nè, thì có phải cái cây này rơi từ trên đây xuống không? Tích lũy tạo đáy không không bán, rơi một cái anh chị bán hết hàng hai cây này luôn, anh chị bán sạch hàng đó đúng không, là anh chị phân phối sàn cho cá mập và tổ chức đó, thì nói chung là cũng không chắc là có đúng hay sai, nhưng đó là những cái điểm gì, những cái điểm oxy cho anh chị nhà đầu tư chúng ta nương heo trong phiên hôm nay. Nói chung là phiên hôm nay cuối giờ đã đạp ATC như vậy thì ai cũng như ai thôi, bản thân Quang cũng cho anh chị coi rồi, ai cũng như ai không thể khác được. Hỗ trợ ngày mai của chúng ta là cái áo 1110 1100 ở đây nha, hy vọng là nó sẽ đỡ lại được với những cái điều kiện như thế này. Còn việc ví dụ ra ngày mai mở cửa ra mà nó tăng 2-3%, có khi nó sẽ lên lại luôn, cái này thật sự không biết. Hôm nay có nhiều chị hỏi Quang đó là khi thị trường nó tăng mạnh lên thế này nè em, thì nhà thì nó có tăng luôn không, mua được không, thì qua nói chị là không biết, phải chờ chiều kết phiên mới biết. Thật sự chúng ta đã có thể xác nhận 99%
Còn có 2 phút 20 giây nữa là nó sập thôi. Đó thì chúng ta phải chịu thôi. Đó là gì? Nó thì cơ bản trong phải phút cuối hoặc là gì? Hoặc là cái gì ta? Một cái câu đó là gì? Phút bù giờ, phút bù giờ. Chính xác không? Đó, rồi thì đó là những cái địa tình hình của các mã đầu ngành. Nói chung là cũng không có gì xấu phải không? Thật ra không có gì xấu quá nhiều. Rồi phương hướng xử lý thì sao? Phương hướng xử lý. Thì ở đây với các tài khoản margin thì chắc chắn rồi, khi mà thị trường xấu, đầu tiên là khi thị trường xấu thì chúng ta phải làm gì? Đó là ngày mai nếu có hồi lên phải cắt margin thôi. Tại vì margin qua dẫn nói anh chị, đây không phải là vốn của anh chị. Đây là vốn anh chị vay, đúng không? Anh chị vay của người khác thì đương nhiên khi có biến thì anh chị phải cắt ra. Ở đây có anh chị hay nói là khi VPS cắt margin thì thị trường nó sẽ sập. Thật ra VPS đợt này mở margin thị trường nó vẫn sập thôi. Không hề liên quan gì tới VPS. Nó lưu ý nha. Còn cái tài khoản margin thì đương nhiên đã rủi ro, đã chết thì chúng ta phải hốt hàng. Không phải hốt hàng cái phần margin ra. Chấp nhận ra gì đang x2 thì phải bán hốt ra thôi. Rồi cắt vị phế vi phạm 5% và dưới 5%. Ở đây ghi dưới nha. 5% dưới nha. Và trên. Và trên. Thì đây cũng ví dụ anh chị bên Quang, Quang bản thân Quang cũng đang có. Đó là con gì? Đây nào anh cho anh chị coi nè. Đây là con gì? Con Nam Kim lỗ có 300 thôi. Con BVS lỗ có 100 thôi. Quang cũng có. Nè, con này vẫn lời đúng không? Lời khỏi nói đi. Hai con này lỗ dưới 3-500 thì sao? Thật ra dưới 500 cứ giữ bình thường. Thật ra dưới 500 thì chúng ta chấp nhận được thì chúng ta cứ giữ bình thường. Hoặc là dưới 700 thì thật ra vẫn giữ được. Hoặc là gì? Nếu mà anh chị là trên 5%, trên 5%, trên 5% thì sao? Trên 5% thì quan khuyến nghị là hạ 50% hàng. Thật ra ở đây cái quyết định này chúng ta có thể là tắt não mà xử lý. Nếu mà anh chị muốn xử lý quyết liệt thì xử lý như vậy nha. Rồi vị thế trên 700. Nào, ví dụ ở đây quan có vị thế trên 700 không? Có chứ, đó là con SHS đang lỗ trên 700. Thật ra DGW cũng trên 700 luôn. Ngày mai là trên 700 rồi. Là hai con trên 700 thì theo quy tắc của quan đặt ra hồi xưa giờ. Từ 2019 tới bây giờ đầu tư 4-5 năm rồi. Thì sao? Sai các lỗ. Vậy thôi. Đó, sai thì cắt lỗ. Vậy thôi, chúng ta cược là gì? Chúng ta cược, chúng ta ăn một nhịp có thể là hàng trăm triệu. Phải không? 20-30%. Mà bây giờ chúng ta thất bại trong việc cược thì sao? Thì chúng ta chấp nhận trả giá. Làm gì không trả giá? Phải không? Ví dụ anh chị làm gì? Anh chị đầu tư cho một môn thể thao nào đó. Phải không? Anh chị chạy, ví dụ môn điền kinh, anh chị phải đầu tư thời gian, sức khỏe, rồi gì? Các tiền bạc để ăn uống, phải không? Tạo thể lực rồi các thứ. Nhưng mà nếu thi rớt thì sao? Thì vẫn phải trả giá bình thường. Thì đây chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta là gì? Chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng giống như một bộ môn thể thao, môn thể thao, và khi chúng ta thất bại chúng ta phải trả giá. Thì đây là trả giá, đây Quang nói chị đó, bản thân Quang cũng trả giá vậy. Nhưng mà trả giá thì sao? Thì sao lần đầu tiên đầu sao đầu tư tiếp chứ có đâu, đó biết đâu mai khỏi cần bán. Biết đâu cũng vậy, cái đó thật sự để nói vậy thôi chứ ai biết đâu mai. Có nhiều chị bảo là sáng mai sao em, thật ra sáng mai mở cửa đâu mới biết. Đây là những cái kế hoạch được vạch ra chung thôi, những cái chiến lược chung chung để chi, để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta sao chúng ta biết. Chúng ta có thể có trên tinh thần chúng ta nhìn lại cái tài khoản của mình. Rồi tiếp tục những cái vị thế trên 700 thì cứ là nói chung là nếu mà ngày mai vi phạm trên 700 thật ra Quang khuyến nghị là cứ nhắm mắt cắt thôi. Bản thân Quang anh chị nhớ đợt trước Quang cắt câu ghét lỗ 16 triệu, Quang nhắm mắt cắt đó. Đơn giản vì không, tại vì Quang đặt ra quy tắc là sai 700 cắt. Tại vì anh chị hãy nhớ khi anh chị sai 700 anh chị không cắt thì nó sẽ thành sai 15%, 20%. Ví dụ trường hợp nào? Ví dụ trường hợp đất xanh đâu xa phải không? Đất xanh, anh chị thấy đất xanh nào? Khi lần đầu trước chúng ta nhớ, anh chị nhớ chúng ta mua ở đâu không? Chúng ta mua ở đây, chúng ta mua ở đây lên đây chúng ta lời 700, chúng ta không bán, chúng ta đang kỳ vọng vượt đỉnh. Nhưng xui gặp đúng thị trường xấu, đợt đó nó ấp xuống thì ngay chỗ này quan cắt lỗ, con này lỗ 200 đó anh chị nhớ, quan lỗ 2%. Con này qua có show lên chị coi á, lỗ 200. Nhưng nhiều anh chị tiếc, anh chị nói là lỗ 200 bán gì em. Một số anh chị mua trên cao, anh chị hành lỗ 600-700 luôn, nhưng mà anh chị nói anh chị tiếc, anh chị không bán. Và kết quả anh chị ấy là bây giờ ví dụ từ cái giá vốn ở đây mà không bán, thật ra hôm nay nó rơi tiếp thì chị đang lỗ bao nhiêu, anh chị đang lỗ 23%. Nói chung là sai cơ bản không. Chúng ta đầu tư chúng ta ăn được của người khác thì chúng ta chấp nhận bỏ ra được. Đó quan điểm nhất quán của em. Rồi đó là trên 700. Thế là những vị thế là 20, 25, âm 10, âm 20% từ cái vùng 1.300 sao? Từ cái vùng 1.250, 1.100, 1.230. Tức là những cái vị thế mà anh chị đang kẹt ở trên đây. Hoặc là kẹt ở trên đây, hồi lên không bán, hồi lên không bán. Ví dụ vậy, vẫn còn rất nhiều anh chị kẹt ở những vị thế cao này, thì những vị thế nào có đánh giá là giữ thôi, hết cách rồi. Tại vì sao? Tại vì thật ra bây giờ sàn với bên đây nó cũng có khác gì nhau đâu. Nó không khác gì nhau mà tự nhiên trên đây mình hồi lên mình không cắt. Hồi lên mình không cắt, tự nhiên bây giờ hai vị thế này mình đi cắt ở dưới đây qua đánh giá làm cổ đông lâu dài. Có khi anh chị chỉ cần làm cổ đông 1-2 tháng là chị về bờ. Tại vì bây giờ ví dụ như đặt trường hợp đây là thị trường đang đánh rũ phát cuối thì nó hồi lên nó giật rất lẹ. Nó chúng ta không biết được, và không biết được đó chiều ngày mai anh chị có chắc ngày mai sàn chưa chắc. Anh chị có chắc ngày mai sàn không? Chưa chắc đâu. Thì nói chung là đã giữ kẹt cao thì đó là một cái gì, một cái sự hức mất mát từ 1-2 tháng nay rồi, mà đã mất mát 1-2 tháng nay rồi thì cầm luôn chứ nói gì nữa.
Đó thì cầm luôn. Có phải đây qua chị nói là hướng dẫn xử lý cho những vị thế quanh đây thôi. Tức là chúng ta đang cược bắt đáy cho cái nhịp hồi lên là mạnh thì chúng ta thua, chúng ta chung thôi chung. Rồi dòng sau chúng ta làm lại. Ở đây qua mở rộng thêm cho anh chị một cái vấn đề, đó là qua kéo lên hồi sáng này có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư trên đây nè. Đây cái vấn đề này. Đó là gì? Bị lừa mất tiền 16 tỷ vì việc đầu tư môi giới chứng khoán. Thì đây qua nói anh chị một điều á, bản thân Quang ngày nào cũng nhận được mười mấy hai chục cuộc gọi về cái vấn đề là mời vào các quỹ đầu tư, mời tham gia các khóa học, mời đầu tư. Và chị nói chị thôi, đầu tư chứng khoán Việt Nam dễ không em? Chị thấy hiện tại chị nhìn vào cái thị trường này chị thấy dễ không? Không hề dễ một tí nào, phải không? Lên bờ xuống ruộng, kể cả Quang nhìn một ngày bao nhiêu cổ, nhìn phái sinh, nhìn tất cả cũng không thể xử lý được ATC. Vẫn phải gì? Vẫn phải hãm như hường, ai cũng vậy, hãm như hường. Trong hôm nay nó rất là khó, không? Nó lên bờ xuống ruộng, đòi hỏi kiến thức, đòi hỏi sức chịu đựng và đòi hỏi sự trau lì, không? Phải lỗ, tập lỗ trước khi tập lại, đúng không? Đó rồi thì sao, thì bây giờ giai đoạn này chị sẽ rất là chán nản, rất là ức chế và chị muốn cái gì đó khỏe, thì thường như vậy sẽ có những cái vấn đề về lừa đảo xuất hiện để đánh vào cái sự cần thiết của anh chị nhà đầu tư. Chúng ta sẽ muốn là kiếm tiền cho nó nhanh, nó khỏe, không muốn đầu tư, phải không? Hôm nay cũng có hai ba anh chị nói quan là bây giờ chị bận quá, hoặc là mình chán quá, nhưng mình nói mình bận, phải không? Mình nói là thôi em đầu tư giùm chị luôn đi. Đó, thì chị thấy là nó có dễ ăn không? Dễ ăn đó. Không dễ ăn thì sẽ có những bên người ta sẽ bắt đầu đứng ra, người ta nhận đầu tư giùm anh chị. Nhưng tuy nhiên anh chị có chắc người ta chính quy hay không? Đó, tại vì chính quy là tự đầu tư, đó, chính quy là tự đầu tư, làm gì có chính quy đầu tư giùm. Đó thì dẫn đến là gì? Hoàn toàn có thể mất tiền hoặc là mất tiền vào những cái quỹ để người ta đi đầu tư giùm. Đó, thì giai đoạn này của chị nói anh chị á, ví dụ như Quang đi, không, chúng ta lỗ ở đây là lỗ bao nhiêu trăm, đây là lỗ 4% tổng NAV, phải không? 4% lỗ 4% thì chúng ta còn 96%, chưa kể mai có thể hồi lên 200 thì chúng ta còn 98% NAV, hoặc là 95, 93. Nói chung là anh chị sẽ còn một cái lượng hàng, cái lượng tiền rất nhiều để chúng ta gỡ lại, chúng ta phục hồi lại. Người ta hay nói là câu nói là gì, còn thở là còn gỡ, đúng không? Nhưng nếu anh chị đi bị lừa đảo, anh chị đi vào những cái dịch vụ cho nó tốt, hoặc là nó làm giùm anh chị toàn bộ, hoặc là cái gì đó rất là ngon trong những cái lúc tuyệt vọng như thế này, người ta nói là gì, đưa hang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phải không? Chính không? Không, chúng ta đang rất bế tắc và chúng ta không biết phải kiếm tiền lại từ đâu, thì bây giờ có người liên hệ với mình nói là à, em cứ đưa tiền cho chị, cứ đưa tiền cho em đi, em sẽ chắc chắn cam kết với chị một tháng 10-15%, không, còn hơn ở đây ngồi coi người ta lỗ. Ví dụ như Quang đang coi Quang lỗ đó, thì anh chị mất một cái anh chị sẽ mất toàn bộ. Ví dụ trường hợp ở đây mất cái, mất toàn bộ, anh chị tự anh chị để anh chị lỗ, mà lỗ 16 tỷ anh chị lỗ bao lâu mới được đó, anh chị lỗ bao lâu mới được 16 tỷ, nhưng mà chỉ cần mất một cái là mất sạch 16 tỷ. Và đó anh chị nói là có thể báo công an để kiếm lại, nhưng anh chị có giờ lưu ý nha, anh chị báo công an anh chị kiếm ra, anh chị tới lúc mà anh chị tìm được người ta nó có xài hết tiền của anh chị rồi, lấy gì thường cho anh chị, ví dụ vậy đó, chị hiểu không? Ở ra đây là cái điểm nói thêm nha, tại vì Quang thấy là những cái đợt mà sập như thế này á, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư chán nè, rất nhiều nhà đầu tư ức chế, sau đó đi tìm những cái dịch vụ để kiếm tiền nhanh, những cái quỹ đầu tư hay những cái gì đó nhanh 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 để có ok. Thì Quang bản thân Quang cũng trên 10 khách hàng bên Quang đã từng phải nghỉ chứng khoán đầu tư để đổi ra một loạt forex, đổi qua quỹ đầu tư, thậm ra có một số là lừa đảo luôn. Đó là gì chị không, đổi qua forex đó thì sao, đánh vàng trade 2 đêm thôi cháy 100 triệu, không, tức là sao, nghỉ, tức là bình thường lỗ 50 triệu không chấp nhận, không, thôi mệt quá tôi không muốn đầu tư, tôi giao cho hết cho nó, xong là 2 đêm cháy 100 triệu, đúng không, là sạch tiền luôn. Một bạn khác, một chị khác là gì chị biết không, là nạp tiền vào những cái lậu quỹ, sau đó nó đầu tư, nó show cho anh chị coi có tiền, nhưng mà để anh chị muốn rút được tiền đó thì anh chị phải nạp thêm tiền vào cho nó mới cho anh chị rút ra cái phần lời, hoặc là rất nhiều cái thủ thuật khác để lấy tiền của anh chị. Đó là những cái mà Quang muốn chia sẻ ở đây ở cái phút cuối của cái video này. Lỗ như thế này thì như thế nào đó, thì đó là chúng ta tính theo phần trăm nha, chúng ta tính theo phần trăm ở đây thôi, chúng ta phải tính theo phần trăm thôi. Còn việc mà bây giờ thị trường ngày mai hay là những cổ phiếu trong danh mục, thật ra con nào cũng vậy. Bây giờ anh chị coi nè, có cho anh chị có con nào cũng vậy, trừ của Vbank, còn lại là gần như danh mục con nào cũng vậy. Tại vì sao? Để up ATC làm việc gì giờ, không làm được gì giờ. Hôm nay anh chị để ý có o rớt nó không rơi, hôm qua nó rơi mạnh mà nó không rơi. Thật ra nó cũng có những cái điểm cộng, đó là rất nhiều con nó không thể rơi được nữa. Ví dụ ngày mai mở cửa ra chỉ lắc nhẹ, sau đó hồi lên, thì nói chung là chúng ta bắt buộc ngày mai phải cược, phải cược một tí là không bán ngay, mà hãy chờ thử có trưa có hồi mạnh hay không. Nếu mà trưa không hồi mạnh mà rơi tiếp thì bắt buộc phải cắt lỗ ít nhất là 50-100 hàng, hạ hết margin. Còn nếu mà trưa nó hồi mạnh lên thì ở dưới bình thường, chiều biết đâu lên mạnh hơn thì bán hết hoặc là tiếp tục nắm giữ. Nói chung là phải cược trong giai đoạn này, phải có cái gì đó hy sinh, chứ không thể nào mà chúng ta bảo toàn 100% khi một cái thị trường up bo trong phiên ATC. Up bo trong phiên ATC, bản thân Quang nói thiệt lúc đó mà cũng nói là gì, làm gì giờ, làm gì giờ, tại vì không thể đặt lệnh được.
Khi anh chị đặt lệnh ra, anh chị phải khớp giá sàn và sẽ bị khớp hết. Và nếu bây giờ anh chị đặt lệnh ra khớp giá sàn bị khớp hết là anh chị hiện thực hóa cái phước lộ. Ngày mai đúng câu sẽ anh chị qua nói là ngày mai lỡ nó mở gấp đau thì sao anh? Nhưng có chắc là mai mở gấp đau. Chúng ta đó cũng chỉ là cái xác suất thôi, không hề có khả năng là mai mở gấp đau. Nếu nó mở gấp đau chờ nó hồi lại được không? Thật ra có rất nhiều lần nó mở gấp đau nè, anh chị thấy đây nè, mở gấp đau đây xong nó vẫn hồi lên được mà. Mở lên xong cái nó bắt đầu nó chạy lên, nó đậu ngay đây, sau bắt đầu nó chạy tiếp lên, phải không, đúng không? Nó thành ra chúng ta không chắc được là nó có mở gấp đau hay không, hoặc là mở gấp đau xong tí nó hồi sao. Nói chung là chúng ta vẫn có quyền gì tự quyết nhiều hơn trong phiên ATC hôm nay. Nếu anh chị bán ATC hôm nay anh chị khớp sàn chắc chắn, và khớp sàn xong cầm tiền mai cũng ngắm hồi chứ đâu dám mua đó, thì thôi mình cực. Tại vì mình đã lỗ rồi thì mình cực thêm tí, lỗ 30 triệu. Ví dụ đang đây là lỗ 34 triệu thì thôi 35 triệu luôn đi. 35 triệu thôi thì thôi bây giờ mình cược thêm khoảng 10 triệu nữa coi ngày mai nó có hồi mạnh không. Nếu ngày mai nó không hồi mạnh chắc lỗ. Vậy thôi để cho Lâm lại vòng khác. Đó, một vòng lời 40 50 triệu. Ví dụ đợt trước anh chị Hán Văn khoe đó, mới cái tuần rồi lời 50 triệu đó. Đó. Thì lời thường, lời thì chuyện bình thường, khi lỗ chúng ta phải quyết đoán lên nha. Đó là những cái gì qua muốn truyền tải đến chị trong cái bản tin tối hôm nay. À, nói chung là đã áp dụng hết tất cả rồi, mô hình này còn đúng hay sai qua đánh giá cũng chưa chắc nó sai đâu. À, cũng chưa chắc sai đâu, tại nhiều con nó vẫn có bảo toàn. Cái thị trường nè, nếu anh chị nhìn cái thị trường chúng ta nè, và nên đến nè, còn bảo toàn được đó. VN30 nè, còn bảo toàn được đó, còn bảo toàn được đó chứ chưa có bị gãy đâu. À, tại vì chúng ta đang hoảng loạn quá mức rồi, chúng ta đang hoảng loạn đi đâu qua cũng thấy hoảng loạn quá trời, thì qua chị nói chị vậy thôi. À, tất cả đều có cơ sở, có suy luận, có logic. Anh chị có thể phản biện hoặc là comment ở bên dưới là phần mô tả video. Thôi video tới đây thôi, anh chị chưa hết video chưa đăng ký kênh, chưa hết video và đăng ký kênh. Nếu anh chị cần hỗ trợ thêm cứ liên hệ với Quang hoặc bé trợ lý như Hảo nhé. Xin chào anh chị nhau tới.